Alo, hôm nay chúng ta quay lại với TLG nhỉ. Trong buổi hôm trước thì mình cũng đã bắt đầu vào báo cáo tài chính của công ty đúng không? Và trong buổi ngày hôm nay thì vào buổi hôm nay thì bắt đầu dần dần có báo cáo tài chính của các công ty niêm yết người ta bắt đầu gửi đúng không? Tuy nhiên theo cái thông tin mình đang xem ở đây thì đến giờ phút này là chưa có báo cáo tài chính quý 4 của công ty nhá. Chắc có thể phải qua tuần rồi. Như hiện tại thời điểm quý 3 họ công bố vào ngày 30 tháng 10 đúng không? Như vậy cũng rất là muộn, gần như là cuối cùng. Rồi trước đó vào quý 2 họ công bố vào ngày 26 đúng không? Như vậy hôm nay mới có ngày 18 thôi đúng không? Cho nên là ít nhất là giờ này tầm tầm giờ này tuần sau đúng không? Thì may ra chúng ta bắt đầu mới thấy. Vâng. Theo hạn thì muộn nhất là ở khoảng 30 đúng không? Như vậy là cũng còn gần 2 tuần nữa đúng không? Chúng ta mới đến ngày cuối đúng không? Vâng. Thế còn lại trong buổi hôm vừa rồi thì hôm nay thì bắt đầu mình nhìn thấy cái số liệu bên hải quan đúng không? Họ công bố nốt cái báo cáo cái số liệu 82 đúng không? Như vậy chúng ta đã hoàn chỉnh cái toàn bộ cái giá trị xuất khẩu của dệt may của toàn Việt Nam trong năm 2023 đúng không? Cuối cùng thì tổng lại thì nó giảm khoảng tầm 11,4% đúng không? Và nó chỉ kém đúng 22 thôi đúng không? Còn so với những cái năm cũ là đều cao hơn đúng không? Như vậy là rõ ràng cũng không đến nỗi tệ quá đúng không? Còn số liệu quốc gia thì hiện nay ở đây mình mới có 11 tháng và rất có thể buổi tới thì mình có nhiều thời gian một chút đúng không? Mình sẽ sắp xếp được toàn bộ cái 23 đúng không? Hiện nay số liệu là có rồi đúng không? Chưa sắp xếp thời gian để xuất ra Excel. Vâng, đấy về mặt thông số là như vậy. Thế còn trong cái buổi hôm hôm trước đúng không? Vâng. Trong buổi hôm trước là chúng ta bắt đầu vào đến báo cáo chính. Và một trong điểm rất đáng chú ý là công ty có khoảng 10% tổng tài sản là liên quan đến cái dự án mình có thể coi nó là cụm công nghiệp đúng không? Ở đây thì trong báo cáo chính thì ghi là khu công nghiệp nhưng còn mình thì thấy cái size của họ thì giống như một cụm công nghiệp hơn đúng không? Khoảng 70 hecta đúng không? Trong đó thì quỹ đất xây dựng hạ tầng khoảng tầm 21 đúng không? Rồi cái liên quan đến thương phẩm đúng không? Là 34 đúng không? Rồi có cái nhà xưởng tức là vào là chỉ có bên nhà máy mà thôi đúng không? Là khoảng 14,8 hectare đúng không? Như vậy là họ sẽ có khoảng tầm 80% đất của cái đấy là dùng để cái bán hàng đúng không? Vâng, còn cái này thì nếu mà làm được cái này thì có vẻ thấy là một hướng rất là mở đúng không? Thậm chí mình cá nhân đúng không? Mình còn thích cái hướng này hơn là hướng bất động sản. Hiện tại là mình thấy đang như vậy. Tức là có thể thấy nó tóm lại là mình thấy ngoài TLG thì ngoài dệt may ra đúng không? Có công nghệ may này, đúng không? Rồi công nghệ may này, rồi có máy may này, đúng không? Rồi cuối cùng ở đây thì có cụm công nghiệp, đúng không? Đấy, khu công nghiệp. Như vậy đây cũng là một hướng mình cho là rất là sáng, đúng không? Nếu mà có thể làm được. Hiện nay thì tổng đầu tư là khoảng 1.300 tỷ, đúng không? Và đến thời điểm này thì đang khoảng 500. Và hiện tại thì mới giải phóng mặt bằng được khoảng 55 hecta đúng không? Trong khi ở đây là khoảng 70, như vậy cũng coi là khoảng 80% đi đúng không? 75 80% rồi đấy, khá là nhiều. Vâng, và dự kiến là sẽ khoảng 363 hộ, số hộ tái định cư là 151. Và dự kiến trong cái quý 3 của năm 2024 này đúng không? Là họ muốn hoàn thành sau. Vâng, thu dọn đây có hai tổ chức và 64 hecta gì đấy đúng không? Hay là 64 hộ dân thì mình không nhớ chính xác đúng không? Đấy thì cái hướng này đúng không? Nếu mà làm được thì khá là ok đúng không? Và hiện nay đang bị treo lớn nhất đây chính là giải phóng mặt bằng đúng không? Tới thì chúng ta cũng sẽ vẫn tiếp tục phải kiểm tra thông tin này đúng không? Hy vọng là chính quyền ở trên Thái Nguyên người ta có thể xử lý được cái vụ giải phóng mặt bằng này đúng không? Hy vọng ok. Còn về phía công ty thì mình nghĩ là trong lúc mà tình hình tài chính càng ngày càng tốt lên đúng không? Thì chắc là khả năng là mình bơm vốn thêm không phải là vấn đề lớn. Và đặc biệt là thời gian tới thì theo như mọi khi có ghi nhận thì sẽ cú 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 gọi là cú quyền mua đúng không? 10 được 1. Rồi có một cú phát hành riêng lẻ nữa đúng không? Cho nên thực ra là nếu mà có thể làm được cả hai cú này thì cũng thu được khá tiền đúng không? Thì cú này thì sẽ là 113 tỷ. Và còn cái cú này thì
Nếu mà làm xong cái này thì hiện nay đang giá khoảng 20. Và làm xong cái này thì chắc phải còn khoảng 19 đúng không? 19 mà giả định họ bán theo giá thị trường 19. Mà đang có 12 triệu cổ. Wow, 12 triệu cổ như vậy là cũng sẽ ra khoảng hơn 200 tỷ nữa. Wow. Mình cứ cho là 19 đúng không? Và 12,4 triệu cổ. Và cũng phải ra được đến cái số như thế này. Và 200 bảng như vậy là nếu xong cái này thì sẽ có khoảng tầm hơn 3, gần 300 rưỡi đúng không? Gần 300 rưỡi thì trong khi ở đây tổng là ngàn ba, họ cũng đã ném vào đây 560. Như vậy là cũng chỉ còn khoảng tầm 740 nữa thôi đúng không? 740 mà ở đây nếu huy động được cái này đã được 340, như vậy là chỉ còn thiếu có 400 nữa thôi đúng không? Mình nghĩ là hoàn toàn có thể giải quyết được chuyện này mà không khó khăn. 400 tỷ thêm mình nghĩ là không phải là không làm được. Rồi, hôm nay chúng ta quay lại với báo cáo tài chính tiếp của công ty. Trong buổi hôm nọ thì mình mới đi được cái phần tài sản của công ty tại năm 2021 và năm 2022 đúng không? Chúng ta sẽ cùng thử xem tiếp hai cái phần sau liên quan đến nguồn vốn đúng không? À, đây rồi, chúng ta quay lại tiếp. Wow. Bây giờ chúng ta sẽ vào đến nguồn vốn của công ty. Hôm nọ thì chúng ta mới vừa kết thúc được cái, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với thuyết minh số 15. Hôm nọ thì là đang là như vậy. Wow, hôm nọ đang ở đây. Rất đặc biệt. Và đây rồi, hôm nọ chúng ta đến đây rồi. Phải trả người bán. Phải trả người bán. Và số liệu ghi nhận đây là 658 tỷ đúng không? Cũng là một khoản khá là to, 12%. Đầu kỳ thì là 684, 15% đúng không? Và ông chỉ ghi mỗi một công ty thôi, công ty tư vấn đầu tư xây dựng và công nghệ Việt Nam. Vâng, những số còn lại là chắc là số bé hơn rồi, không ghi. Vâng, ở đây không thấy một cái gì cả. Vâng, thực sự là khó hiểu. Chúng ta đến với vay. Ngàn 900 tỷ. Đây là ngàn 6. Và chúng ta đến với vay dài hạn. Và mình sẽ cộng vào nhá để ước lượng cho chính xác, bởi vì trong tất cả các cái thứ ở đây thì có thể thấy đều rất là bé đúng không? Cái to nhất cũng chỉ có 154 tỷ, và trong toàn bộ cái phần liên quan đến nợ phải trả thực ra là chỉ có phải trả người bán đúng không, và vay, còn lại là không còn cái gì cả. Và hai ngày lúc nào cũng trên 60%. Và như vậy là ghi nhận của chúng ta là như vậy. Vay là 2.600. Vâng, vô cùng nhiều. Đúng rồi. Và chúng ta có một cái đại lượng cuối cùng là vốn chủ. Vốn chủ ở đây là 1.650 tỷ. Và nó nắm 31%. Đầu kỳ là số này. 33%. Lúc đấy là 96. Đây còn 94. Vậy là đúng là không cần phải xem nhiều thêm làm gì. Và chúng ta có hai thứ rất là quan tâm. Một là công nợ đúng không? Vay nợ chứ đi đúng không? Đây đây thứ nhạy cảm hơn. Vay nợ. Vay nợ thì tất nhiên là đây là vay nợ dòng nhé. Không ghi nốt. Vay nợ dòng, chúng ta có vay là 2.600 và chúng ta trừ đi tiền là 2.100, vâng 2.100 và đầu kỳ là 2.000. Như vậy là cũng cực kỳ lớn luôn chứ không hề bé. Vâng, nó là đến tận 131%, vâng rất nhạy cảm.
đầu kỳ thậm chí là còn 141%. Và theo như giải thích ở đây thì chủ đạo chính là vay ngắn hạn. Và chắc chắn là nó sẽ ứng với một cái gì đấy bên này. Vâng, chính là hàng tồn kho rồi. Hàng tồn kho cộng phải thu là 1.800. Đầu kỳ cũng 1.800. Vâng, gần như là đã khớp với cái này. Gần như đã khớp với vay ngắn hạn. Vâng, như vậy là chúng ta cũng có thể hiểu được. Vâng, hiểu được cái này. Vâng, nó rất cao. Và trong cái đại lượng liên quan đến đến vay đúng không? Mình có tính đến một cái yếu tố liên quan đến an toàn đúng không? Thứ nhất là ở đây là gọi là phải là gọi tính về gọi là lợi nhuận hoạt động đúng không? Lợi nhuận hoạt động. Đấy. Và chúng ta có một cái đại lượng được gọi là EBITDA đúng không? Gồm có lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao đúng không? Của năm 2022. Vâng, bắt buộc là phải phải cho ra đây rồi. EBITDA. Vâng, đấy. Bạn nào có nhiều thời gian thì có thể Google thêm nhé. Đây là mấy từ đầu của tiếng Anh thôi, đúng không? Mình cũng là một người đi sao chép lại thôi. Là 700 tỷ. Vâng. Thế còn đầu kỳ đúng không? Chính là cuối cùng của năm 2021. Chúng ta có một cái số khoảng 500 tỷ gì đấy. Vâng. Đấy là cái này là liên quan đến lợi nhuận. Và chúng ta sẽ phải so sánh với cái chỉ số kia. Vâng. Ở đây thì chúng ta có một cái đại lượng gọi là vay ròng, đúng không? Vay ròng trên EBITDA làm sao cần phải nhỏ hơn khoảng tầm 3,5 lần thì mới là an toàn, tức là nêu lên cái mối quan hệ giữa cái lợi nhuận hoạt động, đúng không? Và mối quan hệ giữa vợ gọi là vay ròng đang có, đúng không? Để ra cái đấy. Và hệ số này chứng tỏ là khoảng 3,5 lần, tức là tương đương với cái việc là chúng ta tối đa chỉ khoảng tầm 3,5 năm đúng không? Là chúng ta phải hết nợ nếu trong trường hợp mà chúng ta không vay thêm. Đấy, chúng ta gọi là ước lượng là như vậy đúng không? Tức là chúng ta không nên vay quá 3,5 năm lợi nhuận hoạt động. Vâng, và chúng ta sẽ thử thử chia cái con số này xem. Bởi vì thực sự là cực kỳ lâu rồi thì mình mới gặp một công ty họ vay rất là nhiều. Rất nhiều. Vâng, như vậy là đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2022 thì nó chỉ còn có 3 lần thôi. Đầu kỳ thì là nó vi phạm cái tỷ lệ này đúng không? Vậy là rõ ràng đến cuối năm 22 rồi là có vẻ hệ số đang trở nên an toàn hơn đúng không? Vâng. An toàn hơn, như vậy là xét về vay nợ chúng ta có thể gọi là tạm chấp nhận được đúng không? Dù sao đây cũng là một điểm yếu lớn nhất của công ty đúng không? Đồng thời nếu mà xét trên góc độ là lãi suất ngân hàng đang có xu hướng giảm thì đây cũng sẽ là một khía cạnh tốt. Vâng, đây sẽ là khía cạnh tốt. Vâng, nó sẽ hỗ trợ và giải tỏa bớt được các cái áp lực về chi phí lãi vay đúng không? Đấy, chúng ta hiểu như vậy. Theo mình thì con số này cần phải giảm nữa. Vâng, 3 là cũng còn rất nhạy cảm. Nói chung là chỉ nên về khoảng 2 thôi. Vâng. 2 là 2,5 đúng không? Hy vọng là sau đây khoảng 1 đến 2 tuần nữa đúng không? Chúng ta sẽ có báo cáo toàn năm 2023 và chúng ta sẽ thử tính cái này đúng không? Nếu mà đúng rồi, chúng ta không quên. Vâng, và chúng ta đến với một cái vấn đề thứ hai là liên quan đến công nợ đúng không? Công nợ thì ở đây thì chúng ta sẽ có phải thu mà trừ đi phải trả. Nhưng mà theo như mình trộm nhìn thấy thì hình như là có vẻ cũng khá là ok đúng không? Bởi vì hình như phải trả cũng rất là nhiều. Mình mới chỉ tính mỗi phải trả người bán thôi là nó đã ok như này rồi. Thậm chí phải thu này trừ đi phải trả này. Đúng rồi, bấm nhập rồi. Và con số rất bé đúng không? Không đáng kể, gần như là cân kèo. Và thậm chí là mình mới chỉ dùng mỗi phải trả người bán ngân hàng thôi. Nếu chúng ta trừ thêm các cái khoản nợ phải trả khác đúng không? Thì thậm chí là phải thu sẽ còn nhỏ hơn đúng không? Nên chúng ta có thể coi đây là rất an toàn. Và nếu mà chúng ta trừ đúng lý thuyết thì
chúng ta cứ trừ thôi. 32 này trừ 18 này trừ 154 này trừ 43 này trừ 4 này trừ 14 này đấy là những thứ mà nó rất là rõ ràng, là trừ 4 này trừ 14 này trừ 58 này trừ 42 trừ 4 này và cuối cùng đây là trừ 17. Như vậy là đều âm hết đúng không? Biểu hiện là phải trả lớn hơn phải thu, như vậy là chúng ta không quan tâm công nợ nhiều. Như vậy vấn đề lớn nhất của bên TLG chính là vay nợ đúng không? Và họ vay rất là cao. Thực ra nếu mà vay mà nhỏ vốn chủ thì chắc không không cần phải xét nhiều đúng không? Tuy nhiên vì đây hiện nay đến hiện tại đúng không? Là mức độ vay vẫn còn rất lớn. Và do đó thì chúng ta cần phải so sánh với một đại lý thứ hai đúng không? Là mối quan hệ giữa lợi nhuận hoạt động và vay dòng đúng không? Bởi vì chúng ta ám chỉ đến dòng tiền cơ, bởi vì lợi nhuận là một chuyện thôi đúng không? Đấy, chúng ta có thể cộng thêm cả ít nhất nếu như bạn nào bạn thích thì lợi nhuận cộng với cả khấu hao đúng không? Để chúng ta so sánh trong mối quan hệ với nợ vay đúng không? Lãi vay nợ vay rồi đúng không? Như vậy là tạm thời chúng ta hình dung vấn đề của TLG là như vậy đúng không? Họ vay cực kỳ nhiều, rất rất nhiều. Vâng, đây mình sẽ xuống ngó xem những cái gì xảy ra, có những gì đặc biệt không, có cả thuế xuất khẩu mà đây là thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập cá nhân và các khoản phải trả phải nộp khác rồi. Đây là vay ngắn hạn đúng không? Nợ dài hạn đến hạn trả. Rồi. Trái phiếu thường đến kỳ hạn. Đúng rồi. Đây là vay ngắn hạn. Còn đây là số cuối năm. Và như vậy có thể thấy lưu chuyển vay trong kỳ cũng vô cùng lớn đúng không? Vì vay dư nợ đầu kỳ là 1.300, cuối năm cuối kỳ là 1.600 đúng không? Mà trong khi đảo trong kỳ đây là một cái 5.000, một cái 4.600 đúng không? Như vậy cực kỳ nhiều. Nợ dài hạn đến hạn phải trả hơn trăm thì không không đáng kể đúng không? Trái phiếu thường đến kỳ hạn mà cũng không giao cả đúng không? Và chi tiết các khoản vay đây, vay BNB nhiều nhất đúng không? Vay thứ hai vay ngân hàng công thương, như vậy ngân hàng còn lại Vietcombank, MB, Shinhan không đáng kể rồi. Nợ dài hạn đến hạn phải trả cũng vẫn là BIDV đúng không? Và bên này chỉ có BIDV thôi. Như vậy là chúng ta chủ đạo là chúng ta đang đúng không? Như vậy là vay nợ đây là vấn đề lớn nhất. Và còn công nợ thì phải trả thì sẽ lớn hơn phải thu đúng không? Thế là nó tôi coi là rất an toàn vì nếu là xét khía cạnh này. Và nói tóm lại ở phần trên này thì gọi là đòn bẩy cao. Còn phần ở dưới thì liên quan đến vay thì chúng ta sẽ vay chủ yếu là ngân hàng BIDV và Vietinbank. Đấy là hai đầu mối vay. Chúng ta thử xem như nào nhá. Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh Thái Nguyên đúng không? Theo đồng tín dụng từ 15 tháng 8, cũng là vay cũng là khá dài đúng không? Gần một năm, hạn mức tín dụng là 1.000 tỷ bao gồm cả vay về đây và ngoại tệ quy đổi, số dư LC trừ phần ký quỹ, số dư bảo lãnh với lãi suất khoản vay được xác định từng lần giải ngân đúng không? Mục đích vay dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho kinh doanh công ty, khoản vay được đảm bảo bằng tài sản được cầm cố thế chấp của công ty. Rồi khoản vay từ ngân hàng công thương đúng không? Chi nhánh Thái Nguyên với hạn mức tín dụng là 500 tỷ, ngân hàng công thương bao gồm cả vay Việt đồng và USD,
với hạn mức tín dụng là 500 tỷ. Vâng, bao gồm cả vay bằng lãi suất tại thời điểm vay hiệp đồng là 6,2% và USD là 3,8. Vâng, siêu rẻ. Vâng, đây họ cũng vay 1 năm. Vâng, lãi vay cực kỳ thấp. Thời điểm vay cho từng khoản vay là tối đa không quá 6 tháng và cũng là một khoản rất là ngắn, đúng không? Chẳng thà là lãi suất như này. Rồi, cũng có cắm vay ngân hàng ngoại thương cũng 300 tỷ. Và thực ra chúng ta chỉ cần đóng hai ông rất chính kia thôi. Như vậy phần lớn là vay ngắn, đúng không? Do đó lãi suất cũng mình cho là ví, đúng không? Hình dung như vậy. Vay dài hạn đến hạn rồi có cả một khoản liên quan đến hạn phải trả. Có ba ngân hàng chính thôi. Cái này có thể sẽ rất nhiều. Có cả 9,6%, có cả đô la luôn. Vâng, 9,6. Vâng, ở đây thì mình sẽ kiểm tra tiếp xem còn gì không. Như vậy khoản vay cũng không không còn bận tâm gì nữa rồi. Đây những khoản vay ngắn và nhỏ thôi. Vâng, đây trái phiếu họ đang vay vào quãng khoảng 10%. Như vậy là sẽ ở khoảng tầm 10 cho đến 11,5. Vâng. Đến đây là đầu năm, bây đến cuối kỳ đây chỉ còn 10 thôi, đúng không? Như vậy là trái phiếu thì sẽ ở khoảng 10%. Vì đây là loại rất là dài, đúng không? Còn phần lớn vay ngắn thì thậm chí mình thấy là rất là thấp. Thế còn vay banh mà dài thì thấy cái lãi suất của ấy đang ở đây, còn vay ngắn thì thậm chí chỉ có 6 phẩy mấy thôi. Vâng, như vậy là chúng ta đã kết thúc được cái phần như vậy, đúng không? Khả năng hôm nay mình sẽ tạm dừng ở đây, đúng không? Đây là buổi rất là ngắn, đúng không? Buổi tới sẽ tiếp tục, đúng không? Và chúng ta sẽ sang các cái phần sau, đúng không? Như vậy là chúng ta cũng sơ bộ được phần đầu tiên. Ok.